Chính xin chào quý khán giả của chương trình tin tức tổng hợp Trà Dinh hôm nay, phát sóng lúc 18 giờ 15 mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Trà Dinh Chương trình hôm nay ngày 22 tháng 6 sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Phiên chợ không đồng vì người nghèo. Cần thơ sạt lở làm ảnh hưởng 13 căn nhà. Giang cảnh Bắc uy hiếp doanh nhân cướp 35 tỷ đồng. Bé gái 11 tuổi khóc ra máu ở Ấn Độ Cảnh giác tội phạm tiêu thụ tiền giả mệnh giá cao tại các chợ Thưa quý vị, sáng nay, đoàn công tác của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã đến kiểm tra công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Thực hiện chủ đề công tác năm tuổi trẻ trà dinh tự hào tiến bước dưới cờ đảng, 6 tháng đầu năm, tỉnh đoàn đã triển khai thực hiện 4 công trình thanh niên cấp tỉnh, 16 công trình thanh niên cấp huyện và hàng trăm phần việc thanh niên cấp cơ sở, với tổng trị giá các phần việc này trên 10 tỷ đồng. Đặc biệt, thông qua phong trào hành động cách mạng, tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, các cấp đoàn đã thực hiện làm mới trên 4 km, 8 cầu giao thông nông thôn và vận động kinh phí xây dựng mới 46 căn nhà nhân ái, hỗ trợ cho hộ nghèo. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, trưởng ban công tác thiếu nhi Trung ương đoàn, phó chủ tịch thường trực Hội đồng đội Trung ương, đề nghị trong thời gian tới, tỉnh đoàn Trà Vinh tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, trước mắt là tập trung nguồn lực cho chiến dịch thanh niên tình nguyện hè và tổ chức các hoạt động hè cho các em thiếu nhi, tập trung xây dựng các công trình phần việc thanh niên hướng tới chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước, kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng 8, quốc khánh 2 tháng 9 và hướng tới đại hội đảng các cấp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phối hợp với các ngành liên quan để tổ chức các hoạt đồng giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên. Công tác đoàn phải gắn với yêu cầu, nhiệm vụ thực tiễn tại địa phương, đồng hành hỗ trợ đoàn viên thanh niên trong các hoạt động khởi nghiệp, lập nghiệp. Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán bộ đoàn, chủ động phối hợp với các ngành khai thác các nguồn lực từ bên ngoài để tiến hành xây dựng các công trình, phần việc mang dấu ấn thanh niên. Thưa quý vị, nhằm chia sẻ khó khăn với người dân, Công đoàn Công an tỉnh Kiên Giang vừa phối hợp với Hội Vòng tay Nhân Ái thuộc Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh và Trường Tiểu học Thị trấn Minh Lương 3 tổ chức phiên chợ không đồng, thu hút đông đảo người dân và hộ nghèo ở Thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành tham gia. Ai cần thì đến cho, ai cần thì đến lấy là thông điệp của phiên chợ không đồng với 5 gian hàng gồm các mặt hàng thực phẩm thiết yếu với tổng trị giá trên 100 triệu đồng, được bán với giá không đồng cho người nghèo. Hơn 420 hộ nghèo đã được phát phiếu trước đó được mua với giá không đồng, gồm các vật phẩm của ban tổ chức như gạo, đường, bột ngọt, dầu ăn, muối, mì tôm, nước tương, nước rửa chén và các loại thực phẩm tươi sống, trị giá mỗi suất 250.000 đồng. Đây là hoạt động thiết thực nhằm chia sẻ khó khăn với người nghèo, gia đình hộ nghèo có con em vượt khó học giỏi của lực lượng công đoàn công an tỉnh và hội vòng tay nhân ái, từ đó tạo không khí gần gũi, giúp người nghèo tự tin xóa mặc cảm, có động lực vươn lên trong cuộc sống. Cũng trong dịp này, các y bác sĩ của các bệnh viện trong tỉnh cũng tự nguyện tham gia khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 400 người dân nghèo tại địa phương với tổng kinh phí trên 20 triệu đồng. Một vụ sạt lở bờ sông Trà Nóc, đoạn thuộc khu vực 2, phường Trà An, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ vừa xảy ra khiến 13 hộ dân bị ảnh hưởng, rất may không có thiệt hại về người. Hiện ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ đang phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các phương án xử lý, đảm bảo an toàn cho người dân. Vụ sạt lở làm toàn phần nhà phía sau của 13 hộ dân nằm trên đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Trà Nóc, quận Bình Thủy bị sụt lún với chiều dài khoảng 70 mét, rất may không có thương vong về người. Hiện có khoảng 7 căn nhà dọc theo sông Trà Nóc bị ảnh hưởng nghiêm trọng, những căn còn lại cũng đang có dấu hiệu rạn nước, có thể bị sụt bất cứ lúc nào. Người dân sinh sống ở đây cho biết, việc sụt lún ven sông Trà Nóc đã xảy ra nhiều năm nay, hiện tượng nước đất, xé tường thường xuyên xảy ra, nhưng chưa có lần nào thiệt hại nặng như lần này. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ đã xuất quỹ phòng chống thiên tai để hỗ trợ cho người dân tùy theo mức độ ảnh hưởng, số tiền tối đa là 20 triệu đồng cho mỗi hộ dân bị sạt lở. Đồng thời, mời Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam tiến hành khảo sát đo đạc, xác định nguyên nhân gây sói lở trên tuyến sông Trà Nóc để đưa ra giải pháp khắc phục ổn định lâu dài. Thưa quý vị, nhiều du khách đi cáp treo ở An Thới, Hòn Thơm trên vùng biển Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang vào chiều qua, vô cùng bất ngờ khi chứng kiến một vòi rồng cao hàng trăm mét xuất hiện ngay giữa biển. Hình ảnh kỳ thú trên được một du khách quay lại và chia sẻ trên mạng xã hội vào hôm nay. Đại diện của cáp treo An Thới, Hòn Thơm cho biết, vòi rồng xuất hiện lúc chiều qua, thời điểm này du khách đang trên đường từ ga Hòn Thơm về ga An Thới. Đúng lúc gặp vòi rồng xuất hiện, đây cũng là lần đầu tiên vòi rồng xuất hiện gần khu vực cáp treo. Theo clip, vòi rồng xuất hiện nhưng không mạnh lắm, tuy nhiên ở gần đó có một số tàu thuyền đang đi qua lại rất nguy hiểm. Sau khi clip đăng lên, nhiều người tỏ ra thích thú với việc đi cáp treo, gặp được cảnh vòi rồng xuất hiện là rất hiếm. Nhưng cũng có tài khoản tỏ ra rất lo lắng cho những người đi biển vì nếu không may có thể gặp nguy hiểm. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, sáng nay, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu cho biết, các ngành chức năng trong tỉnh vừa phối hợp tổ chức tiêu hủy hơn 570.000 con tôm giống không qua kiểm dịch. Đây cũng là tỉnh đầu tiên áp dụng tiêu hủy tôm giống không có giấy kiểm dịch theo quy định mới nhất trong Nghị định số 04 của Chính phủ vừa được ban hành. Trước đó vào rạng sáng qua, lực lượng liên ngành tổ chức tuần tra kiểm soát các phương tiện vận chuyển tôm giống từ các tỉnh miền Trung đưa vào các tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau tiêu thụ. Đoàn kiểm tra tiến hành lập chốt để kiểm tra trên tuyến quốc lộ 1A qua địa phận thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Lực lượng liên ngành liên tục phát hiện 5 chiếc xe tải chủ yếu mang biển số của tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa, trong đó có hai xe tải mang biển số của tỉnh Ninh Thuận đang chở tôm giống chưa qua kiểm dịch. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế của hai xe tải và người áp tải hàng không xuất trình được các giấy tờ có liên quan đến số tôm giống này. Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vi vì phạm hành chính với số tiền là 574.000 tôm giống. Thưa quý vị, đã xuất hiện không ít vụ người dân mua tôm giống cá giống chưa qua kiểm dịch hoặc giống không rõ nguồn gốc dẫn đến chất lượng cá tôm sau khi nuôi không đảm bảo và dẫn đến thua lỗ. Do đó, người dân khi mua nên chọn đến các cơ sở có uy tín để tránh bị thiệt hại. Tiếp theo trong phần sau sẽ có Nghi phạm sát hại bé gái 13 tuổi trong rừng Phi Lao bị bắt giang cảnh bắt uy hiếp doanh nhân cướp 35 tỷ đồng. Thưa quý vị, liên quan đến vụ bé gái 13 tuổi bị sát hại ở Phú Yên mà chương trình thông tin vào hôm qua, cơ quan chức năng tỉnh này vừa cho biết đã tạm giữ hình sự nghi phạm và đang hoàn tất hồ sơ làm rõ vụ án. Qua điều tra, công an huyện Tuy An xác định Phạm Kim Phê, 18 tuổi, ở xã An Thạch, huyện Tuy An, cùng trong nhóm 6 người đi chơi với nạn nhân trong đêm 17 tháng 6, có nhiều nghi vấn, nên mời lên trụ sở làm rõ. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận sau khi đi chơi về thì nhận chở bé gái 13 tuổi về nhà, nhưng sau đó lại chở đến khu vực rừng ở xã An Ninh Đông để thực hiện hành vi sát hại nạn nhân. Trước đó, bé gái 13 tuổi xin phép gia đình đi ăn bánh tráng trộn với nhóm bạn vào tối 17 tháng 6. Trong đêm, người nhà nhận được cuộc gọi từ số điện thoại của bé kêu cứu rồi cúp máy, gọi lại nhưng không được nên đã trình báo công an và đi nhiều nơi tìm kiếm. Tới hôm qua thì phát hiện thi thể bé trong rừng Phi Lao cách nhà khoảng 7 km. Riêng về động cơ sát hại, cơ quan cảnh sát điều tra vẫn tiếp tục củng cố chứng cứ vì nghi phạm khai nhận lòng vòng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau vừa thực hiện lệnh khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Phạm Thị Tú sinh năm 1958 và Tiền Bảo Châu, tự bé, sinh năm 1990, ngụ huyện Trần Văn Thời về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tú và Châu là hai mẹ con đã cùng nhau tổ chức nhiều dây hụi lừa đảo chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng. Theo hồ sơ của cơ quan chức năng, từ khoảng tháng 2 năm 2017 đến ngày 25 tháng 9 năm 2019, Phạm Thị Tú và con là Tiền Bảo Châu tổ chức 20 dây hội và thực hiện hành vi gian dối để tên hội khống vào danh sách để bỏ thăm hốt hội chiếm đoạt tiền của các hội viên khác tiêu xài cá nhân. Qua kết quả điều tra ban đầu, số tiền mà hai mẹ con Tú và Châu chiếm đoạt trên 6 tỷ đồng. Bị hại chủ yếu là người địa phương và có mối quan hệ quen biết với hai đối tượng trên. Cơ quan điều tra cũng thực hiện lệnh khám xét nhà của hai mẹ con Tú Châu thu giữ vật chứng nghi vấn có liên quan đến vụ việc. Hiện vụ việc tiếp tục được xử lý theo quy định của pháp luật. Sau một thời gian tạm lắng, tình trạng các đối tượng giàn cảnh va chạm giao thông để cướp giật tài sản lại tái diễn khiến người dân hoang mang. Một băng nhóm giang hồ giàn cảnh tai nạn chặn ô tô, bắt doanh nhân, uy hiếp người nhà cướp 35 tỷ đồng trên cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Dây, tỉnh Đồng Nai vừa bị lực lượng công an bắt giữ. Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an vừa bắt 7 người trong băng giang hồ thuộc nhiều tỉnh thành để điều tra về hành vi cướp tài sản. Đây là băng nhóm thực hiện vụ giàn cảnh va chạm giao thông với một gia đình doanh nhân ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh trên đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành dầu Dây vào tháng 5 năm 2020. Cụ thể, khi người chồng xuống xe giải quyết va chạm giao thông, thì ba ô tô khác cùng với hơn 10 thanh niên cầm súng dao kim tiêm dính máu, ập xuống bịt mắt khống chế người chồng lên xe chở đi. Riêng người vợ và bé gái vài tháng tuổi bị bằng nhóm này áp giải bằng chiếc ô tô khác. Trên đường đi, người chồng bị chúng đánh, đe dọa sẽ giết vợ, tiêm máu trước IV và bé gái để buộc người chồng phải cung cấp mật khẩu ví điện tử. Sau đó, nhóm này đã chuyển 35 tỷ đồng từ ví điện tử sang nơi khác. Chưa dừng lại, chúng tiếp tục đòi người chồng gọi về nhà nhờ chuyển thêm 9,5 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, qua điện thoại, người nhà nghe được tiếng lộn xộn nên dừng giao dịch. Ban nhóm này đã bỏ lại gia đình nạn nhân ở khu vực vắng người tại quận 2 rồi tẩu thoát. Bước đầu các nghi phạm cho rằng doanh nhân này đã làm việc kinh doanh của họ thất bại, từ đó đã thuê giang hồ người theo dõi nhằm dựng kịch bản cướp tiền chia nhau. Chuyển sang thông tin về tai nạn giao thông. Tối qua, một vụ tai nạn liên hoàn xảy ra giữa hai xe máy, một xe tải và một xe con, khiến một chiếc xe máy phát nổ cháy rụi hoàn toàn. Chiếc xe tải lật bẹp dúm, làm hơn 15 tấn rau củ quả đổ tràn ra đường. Nam thanh niên điều khiển xe máy bị thương phải nhập viện cấp cứu. Đến rạng sáng nay, hiện trường vụ tai nạn liên hoàn mới được giải phóng. Lúc 22 giờ đêm qua, xe máy do anh Dương Hình Sang, 29 tuổi, điều khiển chạy trên quốc lộ 20, đoạn qua xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc, theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt thì va chạm với một xe máy khác chạy cùng chiều phía trước. Cú va chạm mạnh khiến anh Sang bị hất văng khỏi xe máy, nằm bất tỉnh giữa đường. Cùng lúc, xe tải chở rau cũ chạy theo hướng ngược lại với tốc độ cao, không kịp xử lý đã cuốn xe máy của anh Sang vào gầm, kéo lê hơn 30 mét rồi lật nhào xuống đường. Sau khi vụ tai nạn xảy ra khoảng 5 phút, chiếc ô tô 4 chỗ đang chạy theo hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt, không kịp xử lý cũng tông vào đống rau củ của xe tải đang đổ ra đường. Người dân địa phương đã kịp thời phá cửa cabin, đưa tài xế xe tải ra ngoài an toàn và đưa anh sang đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng một chân bị gãy. Còn nam thanh niên điều khiển xe máy xảy ra va chạm với anh Sang đã lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường vụ tai nạn do thi công với tốc độ chậm, đến nay hai bên hành lang đường Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, hệ thống vỉa hè, cống thoát nước vẫn ngổn ngang, vật liệu xây dựng chất đống, dây điện chằn chịt khiến người dân lo ngại nguy cơ mất an toàn. Sau đây là những hình ảnh ghi nhận tại tuyến đường mà chương trình nhận được từ phản ánh của người dân. Trước tình trạng đường nhỏ hẹp, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông đông thường xuyên xảy ra ủng tắc vào giờ cao điểm, thành phố Hà Nội đã cho triển khai dự án cải tạo mở rộng đường Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân. Tuy nhiên, theo người dân, đến nay dự án này vẫn đang trong quá trình thi công nên tình trạng ủng tắc, ô nhiễm bụi đất thường xuyên diễn ra, khiến người dân và người đi đường hết sức vất vả. Không chỉ gạch đá, nhiều cống bê tông cũng được đơn vị thi công tập kết tại vỉa hè, chưa được lắp đặt nên nằm chỏng chờ, chia ra ngoài những que sắt rất nguy hiểm. Để giảm thiểu những hệ lụy từ việc thi công đường vũ trọng phụng, người dân kiến nghị lực lượng chức năng đốt thuốc các đơn vị thi công để nhanh tiến độ để hoàn thành dự án, che chắn kỹ lưỡng những ngôi nhà đang cải tạo, thường xuyên phun nước để ngăn bụi đất. Tiếp theo trong phần tin thế giới Bé gái 11 tuổi khóc ra máu ở Ấn Độ Cảnh giác tội phạm tiêu thụ tiền giả mệnh giá cao tại các chợ Thưa quý vị, hôm qua, người dân sống dọc theo giải hẹp từ Tây Phi đến bán đảo Ả Rập, Ấn Độ và vùng Đông Á có cơ hội chiêm ngưỡng hiện tượng nhật thực hình khuyên hiếm gặp sau 11 năm. Đây là một trong những hiện tượng xảy ra mỗi năm hoặc 2 năm một lần và chỉ có thể quan sát thấy ở một số khu vực nhất định trên trái đất. Nhật thực là hiện tượng xảy ra khi mặt trời, mặt trăng, trái đất thẳng hàng và mặt trăng nằm ở vị trí đứng giữa hai thiên thể còn lại. Lúc này do mặt trăng đã che khuất đi mặt trời nên ở một số vị trí trên trái đất người ta sẽ thấy một phần hoặc là toàn bộ mặt trời bị tối đen lại. Lần nhật thực diễn ra vào ngày 21 tháng 6 của năm nay có dạng nhật thực hình khuyên. Hiện tượng này có thể quan sát tại các quốc gia gồm Cộng hòa Trung Phi, Ethiopia, phía Nam Pakistan, phía Bắc Ấn Độ và một phần Trung Quốc. Tại Việt Nam chỉ có thể quan sát được hiện tượng nhật thực một phần. Tuy vậy, phải sau 11 năm cả ba miền đất nước nước mới có thể chứng kiến hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp này. Hiện tượng nhật thực một phần bắt đầu diễn ra vào khoảng gần 14 giờ chiều qua và kết thúc sau 16 giờ. Một bà mẹ giấu tên ở Ấn Độ đã vô cùng sốc khi mà bắt gặp hình ảnh máu tự nhiên tuôn ra từ đôi mắt của con gái mình. Một nghiên cứu gần đây của các bác sĩ nhãn khoa thuộc Viện Khoa học Y khoa Toàn Ấn Độ ở New Delhi đã mô tả chi tiết hiện tượng y học kỳ lạ và cực kỳ hiếm gặp, được gọi là Haemolagria ở một bé gái 11 tuổi. Theo mẹ của bé gái, những chọt nước mắt đẫm máu đã xảy ra hàng ngày, cách đây 7 ngày. Đáng chú ý là bé gái không có biểu hiện đau đớn hay gặp vấn đề về cảm xúc. Trong khi đó, những vết máu đỏ đột nhiên chảy xuống má của trẻ trong vài phút, 2-3 lần mỗi ngày. Các bác sĩ của phòng khám đã thực hiện các xét nghiệm để tìm ra nguyên nhân, nhưng kết quả thực sự vẫn chưa có. Bệnh nhân cũng không có tiền sử chấn thương hoặc bệnh tật. Các tuyến lệ của cô bé dường như còn nguyên vẹn, ngoài máu chất lỏng được phát ra từ ống dẫn nước mắt của cô bé không có gì khác thường với tất cả các biểu hiện lâm sàng các chuyên gia không thể đưa ra một manh mối nào có thể giúp họ hiểu nguyên nhân trong khi chờ tìm ra được nguyên nhân và hướng giải quyết bé gái vẫn sẽ tiếp tục khóc ra máu trường hợp của bé gái là một trong những trường hợp cực hiếm trong lịch sử y tế mặc dù tình trạng khóc ra máu có thể dễ dàng biến mất một cách kỳ lạ và đột ngột như khi chúng bắt đầu một cây sồi cổ ở làng Aston, Staffordshire của Anh gây chú ý với những đoạn xích rỉ sét bao xung quanh. Đây là một trong những cây đáng sợ nhất thế giới. Theo người dân địa phương, cây sồi cổ bị xiềng xích vướng vì lời nguyền chết chóc. Người dân địa phương lưu truyền câu chuyện rùng rợn về cây sồi cổ và vì sao nó bị xiềng xích. Giai thoại kể rằng một bá tước giàu có tên là Scrillbury sống ở khu vực này. Dù là người giàu có nhưng vị bá tước này có hành động thô lỗ, xua đuổi người phụ nữ ăn mặc rách rưới và không cho người này chút tiền nào. Sau những hành động xấu xí đó, người phụ nữ buông lời nguyền rủa người đàn ông giàu có là cứ mỗi cành cây trên cây sồi cổ rơi xuống đất thì một thành viên trong gia đình bá tước Strawberry sẽ chết. Vào đêm hôm ấy, sau khi bá tước Strawberry trở về nhà thì có một cơn mưa lớn làm một cành cây trên cây sồi cổ bị gãy và rơi xuống đất. Điều kỳ lạ đến khó tin là một thành viên trong gia đình bá tước Strawberry thực sự qua đời vào ngày hôm ấy. Ông sợ hãi vì nghĩ rằng lời nguyền của người ăn xin ứng nghiệm để không có thành viên nào trong gia đình mất mạng vì lời nguyền, bá tước Strelbury cho người đem dây xích đến cột chặt quanh cây để không cành nào rơi xuống đất, kể từ đó cây sồi bị xiềng xích suốt nhiều năm. Diễn biến mới nhất của dịch Covid-19 tính đến 16 giờ 30 chiều nay theo giờ Việt Nam, số ca nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 toàn cầu đã chính thức vượt mốc 9 triệu người, đánh dấu ngày thứ 26 liên tiếp số ca nhiễm mới luôn ở mức trên 100.000. Tính đến 16 giờ 30 phút chiều nay theo giờ Việt Nam, thế giới ghi nhận tổng cộng 9.064.745 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 470.981 người tử vong, số ca bình phục là 4.849.111. Giới chức ở các bang miền Nam nước Mỹ đang cảnh báo về tình trạng ngày càng có nhiều trẻ dương tính với COVID-19 tại nhiều bang như Florida, Nam California, Georgia, Texas, thì số ca nhiễm tại quốc gia này đã lên tới 2 triệu 356.715 ca và Mỹ cũng là nước ghi nhận nhiều ca tử vong nhất với 122.248 ca. Tại Brazil, ghi nhận 50.659 ca tử vong trong tổng số 1 triệu 086.990 ca nhiễm. Mexico, Peru và Chile là những nước cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề vì đại dịch COVID-19 tại khu vực Mỹ Latin. Việt Nam bước sang ngày thứ 67 không phát hiện thêm ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng đến 16 giờ 30 phút chiều nay, nước ta có 349 ca mắc covid-19, trong đó có 327 bệnh nhân bình phục, hiện chỉ còn 22 bệnh nhân đang điều trị. Thưa quý vị, thời gian gần đây, nhiều hộ tiểu thương tại chợ cá và chợ bách hóa Hà Tiên, thuộc phường Bình Sang, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đã bị kẻ gian đến mua hàng hóa giá trị thấp, sau đó trả tiền giả bằng mệnh giá 500.000 đồng để lấy lại tiền thừa là tiền thật. Điều đáng nói, đối tượng mà bọn chúng nhắm vào là những người buôn bán nhỏ, lợi dụng lúc trời còn mờ sáng ở các chợ để thực hiện hành vi tiêu thụ tiền giả. Vào rạng sáng ngày 14 tháng 6, nhiều hộ tiểu thương buôn bán hải sản và bán hàng lưu động tại khu vực chợ cá và bách hóa tổng hợp Hà Tiên đã bị hai đối tượng một nam một nữ dùng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng mua hàng hóa như hải sản, quần áo, vật dụng cá nhân ở mức giá từ 70 đến 100.000 đồng, sau đó lấy lại tiền thừa là tiền thật. Chỉ trong thời gian ngắn, bọn chúng đã mua hàng hóa của 7 tiểu thương trả 9 tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, có hộ bị lừa đến lần thứ 3 mới phát hiện ra đó là tiền giả. Người con gái lại mua con cua 100.000, em nói lại đưa tờ 500, em nói là 400 rồi hơi cái em thấy nó chung với mấy tờ 500 kia sao nó khác em mới phát hiện ra tiền giả cũng bằng thủ đoạn tương tự hai đối tượng này đến mua khô mực của chị Lê Thị Bích Liên nhưng chúng chỉ mua với số lượng ít rồi lại đưa tờ tiền giả mình giá 500.000 đồng để trả sau đó lấy lại tiền thừa thật thì mình đâu có bán ai đâu mà có bán con bà đó rồi, bà đưa tờ 500 ai mà nghĩ gì bà đưa tiền giả đâu mà là dạch ra để dòm. Tại cái một hồi cái phát hiện ra con nhỏ nó chạy đi kiếm nó nói trời ơi trời chết rồi. Tôi mua bán một con cua mà hồi đó lại 400 000 Hồi đó thay đồ ra lại nó mua thêm con cua nữa. Rồi, 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 rồi tôi thôi nó hai tờ triệu chết rồi đi kiếm chạy vòng 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 mà chị thì chị đâu có nghĩ rằng là chị trong túi chị có tờ tiền giả nữa. Do một số hộ tiểu thương thấy tờ 500.000 đồng mà đối tượng trả có màu sắc khác lạ nên lấy ra kiểm tra bằng cách vo tờ tiền lại thì thấy tờ tiền không duỗi thẳng ra như ban đầu nên nghi là tiền giả nên trình báo công an. Tiếp nhận được thông tin, công an thành phố Hà Tiên đã nhanh chóng vào cuộc thu thập thông tin để truy tìm đối tượng. Sau khi tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân thì lãnh đạo công an thành phố Hà Tiên đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ như công an các xã phường tiến hành ra soát xác định lại tất cả những cái người mua bán là nạn nhân của những cái đối tượng này để ra soát lại tất cả các hệ thống camera khu vực chợ Hà Tiên cũng như các cái tuyến đường có liên quan để thu thập những thông tin hình ảnh liên quan về đặc điểm nhận dạng của đối tượng. Qua vụ việc trên, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân nắm rõ các đặc điểm của tiền thật để hạn chế các rủi ro khi giao dịch, cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước những phương thức thủ đoạn của tội phạm buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ tiền giả. Tích cực phối hợp với lực lượng công an và địa phương đấu tranh đối với loại tội phạm này, ngoài ra khi phát hiện các đối tượng khả nghi cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý. Thưa quý vị, để tránh tình trạng tiền mất tật mang, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân nắm rõ các đặc điểm của tiền thật, để hạn chế các rủi ro khi giao dịch, cần nâng cao tinh thần cảnh giác trước những phương thức thủ đoạn của tội phạm buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ tiền giả, tích cực phối hợp với lực lượng công an và địa phương đấu tranh đối với loại tội phạm này. Xin cảm ơn quý vị khán giả luôn đồng hành với chương trình. Hẹn gặp lại lúc 18h15 ngày mai trên Đài Phát Thanh và truyền hình Trà Vinh. Xin kính chào tạm biệt.